Hình Hoa Hướng Dương này là đang nổi bật hot nhất bong bóng hiện nay nha cả nhà. Em đi phê chị. Này bán vô tới Bình An nha cả nhà. Tại quán cà phê Hoa Sen. Này có sự góp mặt của anh Bẹo dẫn đi tốn 40.000 tiền xăng, không bán được cái bóng nào luôn.